Đừng quên đăng ký kênh, để lại số điện thoại bên dưới sẽ có nhân viên gọi điện lại tư vấn, hoặc quý khách có thể gọi số Zalo trên màn hình. Xin cảm ơn đã xem video. Công ty điện máy Tân Bình bán tủ mát các loại dành cho trưng bày thực phẩm và nước ngọt. Tủ mát Panasonic SBCP287-284L có hệ thống làm lạnh hiện đại giúp các loại thức uống được mát nhanh chóng cho người dùng thưởng thức được những loại nước giải khát mà mình yêu thích được ngon và mát lạnh hơn. Tủ mát Panasonic có thiết kế tiện dụng mang đến cho người dùng sự tiện lợi nhất. Đặc điểm nổi bật, tủ mát Panasonic SBCP287K248L làm lạnh nhanh hiệu quả. Tiết kiệm điện năng tối ưu. Thiết kế một cửa kính và có hệ thống sưởi kính hiện đại. Dung tích 248L. Sử dụng gas R134A và không chứa chất CFC. Ngoài ra công ty còn cung cấp tủ mát Sanakia Alaska mới. Giá tốt nhất, xin liên hệ để được tư vấn. Đăng ký kênh để xem những khuyến mãi mới nhất, để lại số điện thoại khi cần tư vấn, hoặc truy cập website điệnmáytânbình.vn để tham khảo.